là thầy chúng ta thì ngày nào cảm thấy vô cùng hồi hộp, mặc dù mình chỉ là một công bố thôi, nhưng mà rất là một cái cảm giác của mình đang ngoài khi xuống đó. Em đang rất là một người kỳ lạ, tất cả bình thường mình ngồi xem bóng đá rất cuồng nhiệt với các tấm pha ghi bàn hay là những lúc mà mình xem bóng đá, thì ra là cái cơ hội đứng tại đây em cảm thấy vô cùng hạnh phúc, vinh dự và rất là vui. Một lần nữa cảm ơn ban tổ chức đã cho em lời mời và có những điều gì gửi đến cầu thủ chúng ta trong năm 2022 rất nhiều giải. Dạ vâng, năm 2021 là năm mà các bạn của công an Việt Nam đã hết sức kỳ bởi sự cố gắng và cái kiểu của các bạn. Có lẽ là mình đã có thể diễn ra nhưng các bạn cũng nhìn trong cái phần cố gắng thực hiện. Với năm 2022, hay là đại diện người hâm mộ sẽ rất là hào hứng, mong chờ và tự và tin rằng là cái sự quyết liệt, cái sự kết mình, niềm tự hào và đại diện Việt Nam, con người Việt Nam, các bạn sẽ chinh phục sân cỏ của mình để cho những người hâm mộ như em sẽ càng ngày càng thuộc bóng đá hơn, yêu mê bóng đá hơn và tạo được một sự kết nối đoàn kết dân tộc. Không biết là các bạn thì mà ta mong là các bạn sẽ không cảm nhận được điều đó, nhưng mà những người